Mình là Ngọc Nữ và đây Nhật Lê ạ. Ngày hôm nay thì hai chị em mình đang tham gia chương trình Nhanh Như Chớp. Và thật sự thì mình là một cái fan cứng của Nhanh Như Chớp và gần như là không có số nào của Nhanh Như Chớp mình bỏ cả. Còn Lê thì sao em? Em cũng thế luôn, suốt ngày say. Nhưng ở đây là lần đầu tiên, thật sự là cái lúc mà ngồi ở nhà ấy thì gần như là nghe câu hỏi nào thì Lượng cũng đoán được khá là hết đấy. Chắc là lát gì đấy. Nhưng mà đấy em chỉ là mới nhưng mà thôi. Nhưng mà lên đây ở cái trường quay với không khí như này thì mình chưa chắc được đâu. Biết đâu được. Nơi trốn thì chắc chắn là có rồi đúng không? Dạ có rồi. Nhà chị ở Nghệ An, nhà em ở đâu? Nhà em ở Quảng Nôm. Ừ, đấy. Bạn trai ạ? Nhiều lắm chị. Bạn trai rất là nhiều. Ví dụ chị em mình hơi bị giống nhau nhá. Bạn cấp 1 nè. Bạn thân của em rất nhiều bạn trai luôn. Em thích bóng chuyền và bơi lội. Bóng đá nữa. Bóng đá à? Em biết là Nhật Lê rất là thích bóng đá, là thích xem thôi. Còn bóng chuyền với bơi lội là em tham gia được. Ừ, chị đã thấy em đã chị đã thấy em tham gia cái giải bóng chuyền của trường đúng không? Công Phượng nè. Công Phượng, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, hai Bùi Tiến Dũng luôn, Hà Đức Trình, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Hà Văn Đức. Rất nhiều. Dạ. Em ạ. À? Nói thật nha. Nói thật luôn nè. Ôi thích nhất hả chị? Có ha, ai cũng thích ha. Hỏi yêu nhất thì mới dễ chứ thích nhất là ai yêu nhất? Số 19 chị ạ. Số 19. Số 19 nha, số gì đây? Số gì đây? Số đây. Dạ, em thích số 1 ạ. Huấn luyện viên bác Hoàng Sơ ạ. Số 1 nha. Nhân qua câu hỏi chương trình này thì em số 1 em gửi tới số 1. Thật ra chính xác là không phải số 1, không phải dùng áo số 1 đâu ạ, mà là số 1 trong lòng tất cả mọi người ạ. Nhân đây thì Ngọc Nữ và Nhật Lê muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến huấn luyện viên bác Hân Sơn, và chúng tôi yêu huấn luyện viên rất là nhiều. Còn em gửi tới số 19 không ạ? Dạ. Nói nhiều rồi đúng không em? Vâng, ngày nào hình như ngày nào em cũng nói, ngày nào cũng nói. Đi màu trắng. Đi màu trắng nè. Anh được vào hả? Dạ luôn. Không em sa thải anh kia em sẽ nhận anh. Em sa thải anh kia em nhận anh. Em chắc không? Chắc em hứa nha, đây có máy quay hình. Em hứa luôn. Nhưng mà đấy là em thôi, còn chương trình này không biết. Đức cực kỳ thông minh nha mọi người. Con người hiện đại thấy được khủng long bạo chúa ở đâu? Ở trong công viên khủng long. Ở trong công viên. Thôi, mấy câu này không có cần tập trung cái gì hết. Hai đứa có muốn hỏi kinh nghiệm để làm sao đấy câu số 10 lên để hỏi đi anh Đức sẽ. Em nghĩ là bây giờ hỏi kinh nghiệm cũng khó. Tí nữa anh Đức được thì rồi nhớ nhắc bài cho em nhé. Nhưng mà khoan, mà cái câu hỏi của bạn kia cực kỳ quá, hỏi cái kinh nghiệm để lên đỉnh là sao? Không biết phải giải thích sao nữa. À còn lên trên cao các câu hỏi thì em cứ bình tĩnh suy nghĩ một cái cách đơn giản nhất để trả lời thôi, những cái thái độ hời hợt. Còn càng quýnh lên càng suy nghĩ, mình tập trung quá đôi khi là mình lại bị cái tâm lý cứ đơn giản nhất có thể. Cứ đơn giản nhất có thể thôi. Hồi nãy anh bị cái vòng cuối khi mà anh quá tập trung, anh bỏ qua cái phong thái hời hợt của anh lại bị rối nha.